Chào các bạn, trong phần bài học tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phần 1 cho cái giao diện website của chúng ta, đó là chúng ta sẽ copy và nhập các cái file hình ảnh minh họa vào trong file thiết kế và sắp đặt chúng vào các cái vị trí giống như bài mẫu. Đầu tiên các bạn sẽ mở các cái file bài tập trong thư mục bài tập đính kèm là image. Bạn sẽ nhìn thấy các file hình ảnh đã được mình tổ chức sẵn ở đó. Các bạn chỉ việc mở nó ra và đưa vào trong tài liệu của chúng ta. Ta sẽ đưa cái file background bầu trời này đầu tiên. Các bạn không cần phải chọn nó bởi vì nó đã được bóc tách ra khỏi nền rồi. Bây giờ bạn sẽ đưa nó về nằm phía Bên trên cái layer template của chúng ta Lúc này chúng ta không cần phải nhìn cái template nữa rồi Bạn có thể đặt nó lên vị trí ở chỗ này Bạn thấy là ta đã đưa được vào đó một cái layer hình ảnh Kế tiếp chúng ta sẽ mở cái file logo Bạn có sẵn một cái file logo được thiết kế ở trên đó Bạn mở file logo.01 Sau đó bạn sẽ di chuyển cái file logo này Và đặt nó đè lên trên Các bạn có thể sử dụng phím tắt là Ctrl hoặc vuông đóng mở Để dịch chuyển các cái layer Đặt nó vào những cái vị trí cần thiết Tóm lại là trong cái phần bài học này thì chúng ta sẽ chỉ mở các bức ảnh ra và cắt ghép chúng vào các cái vị trí hợp lý trên bản thiết kế. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một số các cái hình ảnh mà nó được lồng vào bên trong một cái hình nào đó giống như cái hình banner mà ta có ở chỗ này. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lồng một bức ảnh vào trong một cái hình có sẵn để chúng ta có thể tạo ra cái bố cục giống như bài mẫu. Lúc này chúng ta sẽ mở cái hình ảnh có tên là image slide 01.png bạn thấy ta có một cái tệp tin hình ảnh ở đó ta cũng sẽ kéo tệp tin này bây giờ ta đặt nó sang file mới bạn sẽ ấn phím tổ hợp phím Ctrl Shift và dấu ngoặc vuông để đưa cái hình ảnh đó lên trên cùng bây giờ bạn sẽ tìm lấy cái layer hình ảnh mà ta sẽ quyết định là đưa bức ảnh này chui vào trong nó bạn để hai layer hình ảnh đó gần nhau rất là may vừa rồi mình đưa nó lên trên cùng thì cái layer hình ảnh của chúng ta nó lại nằm lên trên chính cái layer kia luôn vậy là vừa khớp cho là mình sẽ đặt layer hình ảnh này chồng lên layer hình ảnh kia sau đó là mình chọn layer hình ảnh bên trên bây giờ mình sẽ đổi tên nó thành banner chính rồi cái bên dưới là mình đổi tên nó thành khung chứa banner chính mình đặt tên như vậy để các bạn dễ hiểu bây giờ mình chọn cái layer banner chính và vào trong menu layer mình chọn một cái lệnh nó tên là grid clipping mask chính tắt là ctrl g bạn thấy ngay lập tức là cái layer banner của mình nó sẽ được nhét và chui vào phía bên trong cái layer Um, khung ảnh à, cái khung chứa banner ở phía dưới kia đây là một cái thao tác mà được gọi trong một cái lệnh tên là clipping mask có nghĩa là tạo mặt nạ giữa hai layer hình ảnh với nhau bạn có thể thao tác nhanh trên bảng layer của chúng ta bằng cách là ta đặt con chuột vào giữa vị trí của hai layer đó bạn giữ phím an xuống và bạn click con chuột bạn có thể ăn clipping hay là delete re nó ra ta không cho chúng nó clip với nhau nữa hoặc làm ngược lại thì bạn sẽ làm cho hai layer nó được clip với nhau bạn có thể nhét nhiều cái layer vào liền một lúc vào trong cùng một cái layer khác ví dụ ở đây mình sẽ dùng cái hình ảnh này mình ví dụ thôi mình cũng đặt lên trên cái hình ảnh kia cái yêu cầu của nó là cái layer nào mà các bạn muốn đưa nó vào bên trong thì bạn phải đặt nó ở bên trên sau đó mình cũng giữ phím an đặt con chuột vào đây bạn thấy là bây giờ mình có tận hai layer hình ảnh đã được nhét vào bên trong cái hình đó thì trong quá trình thiết kế chúng ta thường sẽ hay tạo hình bằng các cái hình khối cơ bản này và sau đó chúng ta nhét một cái hình nào đó vào trong hình khối cơ bản đó bằng lệnh clipping ngoài mình sẽ điều chỉnh lại cái vị trí của hình ảnh kia sao cho hợp lý rồi sau khi mà có nó xong thì trong tình huống này bạn chỉ cần tạo thêm một chút cái hiệu ứng dành cho cái đối tượng là khung chứa kia bằng một cái lệnh trong layer style đó là inner shadow. Bạn đã từng học cái lệnh inner shadow rồi. Mình sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó bao trùm vào phía bên trong với cái màu tô là màu đen. Bây giờ mình tăng opacity để bạn thấy là ta có một cái hiệu ứng là inner shadow. Nó được tạo ra phía bên trong cái hình của chúng ta. Và lúc này nó tạo thành một cái hiệu ứng làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó giống như đang được chui ở trong đó một cách rất là dễ dàng. Rồi sau đó là các bạn ấn OK và ta có được cái kết quả cho cái bức ảnh nó được tạo hình chui vào bên trong cái đó. Tương tự như thế thì ta còn một cái bức ảnh được tạo ra ở cái khung screenshot ở chỗ này. Các bạn di chuyển đến đây thì chỗ này mình còn quên ta thiếu mất một cái đối tượng chứa hình ảnh ở đó. Thì mình sẽ vẽ tiếp một cái layer smart object vào đây. Khi mà bạn vừa vẽ ra cái layer này bạn chú ý là vừa rồi mình chọn cái layer khung ảnh, thành ra khi bạn vẽ một đối tượng mới nó sẽ bị clip vào cái layer đó luôn. Lúc này mình sẽ chọn ra một cái vị trí khác bằng cách là mình chọn công cụ mù kích lại vào đối tượng layer này sau đó mình sẽ vẽ đè lên cái layer đó để cái vị trí nó nằm thống nhất với nhau vẽ một đối tượng hình ảnh vào đây một layer xếp vào đây sau đó là tô màu cho xếp này để chúng ta phân biệt nó kích đúc vào cái biểu tượng smart object của nó đây và tô màu để ta dễ phân biệt và bây giờ ta sẽ mở cái tệp tin hình ảnh hình ảnh là screenshot sau đó bạn cũng copy hình ảnh này bằng Ctrl A, Ctrl C ta di chuyển sang cái file này và ta chọn cái layer này bạn nhớ là ta chọn layer này sau đó ta paste nó lên trên layer đó và bạn đặt mũ, ta bạn đặt con chuột vào giữa hai layer đó giữ phím an bạn kích nó hoặc ấn tổ phím tắt là ctrl alt g thì nó cũng sẽ tạo ra cái clipping cho bạn vậy là ta đặt được cái hình ảnh nó chui vào trong cái layer đó một cách rất là dễ dàng bạn có thể sử dụng lệnh transform để điều chỉnh lại kích thước của nó như bình thường tương tự như thế thì cái hình ảnh cuối cùng các bạn cũng đặt nó vào theo các bước tuần tự như vậy bạn đặt nó vào trong một cái hình như này cho mình là được và để hoàn thiện cái phần công việc cho cái bài học này thì các bạn sẽ ghép hết các cái bức ảnh của mà mình đã tạo sẵn trong cái file của chúng ta lên trên để ta đạt được cái kết quả nó giống như bài mẫu thao tác mà ghép các bức ảnh sang đây chỉ là một thao tác đơn giản cho nên là mình muốn tạo mình muốn các bạn làm nó như là một phần bài tập kiểm tra để chúng ta củng cố lại kiến thức bạn sẽ ghép cái cánh quạt gió vào đây bạn sẽ ghép hình ảnh cái con thú vào đây bạn sẽ ghép cái cái chữ này thì ta chưa có thì ta sẽ gõ nó vào sau bạn sẽ ghép một cái hoa văn chỗ này bạn sẽ ghép con thằn lằn con kỳ đà này bạn sẽ tạo ra một cái hoa văn thứ hai và chỗ này nó là một cái hình bạn vẽ nó ra bằng công cụ elip sau đó bạn tô màu và tô viền cho nó để có cái hình nó làm background phía dưới này thì đó là cái phần mà hướng dẫn các bạn có thể xem trên file mẫu để làm theo cảm ơn các bạn và trong phần bài học kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập văn bản vào trong phần mềm photoshop và điều chỉnh các cái ký tự văn bản sao cho hợp lý với bản thiết kế